Hi, xin chào mọi người, Happy New Year everyone. Cái video đầu tiên của mình trong năm 2024 này đáng ra là ra sớm hơn nha mọi người. Nhưng mà mình bị bệnh trong vòng 2 tuần vừa qua, không có nhúc nhích được luôn mọi người. Bây giờ mới cảm thấy khỏe lại một chút xíu và lên đây trò chuyện tâm sự với mọi người. Các bạn biết là tuần đầu tiên của năm 2024 stock xuống rất là thê thảm, đặc biệt là những cái stock growth xuống rất mạnh trong cái tuần đầu tiên. Nhưng mà đến tuần này đây thì nó cũng đã phục hồi, đã đi lên trở lại nha mọi người. Nhưng có một cái mảng đầu tư lên rất nhiều kể từ đầu năm cho đến bây giờ, đó chính là cryptocurrency. Những cái coin như là Bitcoin, Chainlink, Ethereum lên rất nhiều trong vòng khoảng 2 tuần vừa qua. Đặc biệt là Ethereum, sau khi cái thông tin của Bitcoin ETF được approve, bây giờ đã có rất nhiều Bitcoin ETF ra. Nhưng mà ngày đầu tiên sau khi cái tin này đưa ra thì thực sự Bitcoin không có lên bao nhiêu, mà những cái coin khác lại lên nhiều, đặc biệt là Ethereum trong cái ngày hôm đó lên được khoảng gần 10%, lên lại cái mức giá là khoảng 2.600 đồng vào thời điểm này. Rất là nhiều đúng không mọi người? Thì cái video gần đây nhất mình nói về cryptocurrency, mình đã đề cập đến cái việc là Bitcoin ETF, và từ thời điểm đó cho đến bây giờ thì nó cũng đã lên rất là nhiều. Và nhiều người, người ta nghĩ là sau khi cái ETF, Bitcoin ETF được approve thì Bitcoin sẽ lên thêm rất là nhiều, nhưng mà nó làm điều ngược lại, những cái coin khác lại lên mạnh hơn nhiều so với là Bitcoin. Tuy là như vậy thì vào thời điểm này Bitcoin đã lên lại cái mức giá là 46.000, chạm vào cái mức giá cao vào khoảng 48-49.000 cách đây khoảng hơn một tuần, nhưng mà 2-3 ngày vừa rồi thì nó cũng đã kéo xuống lại cái mức giá là 46.000, vẫn là một cái mức rất là cao. Và thời điểm này có rất nhiều người, người ta muốn bổ xô vào và mua những cái cryptocurrency này. Và lý do tại sao Bitcoin lại không lên nhiều, trong khi đó những cái coin khác lại lên mạnh hơn sau khi cái tên Bitcoin ETF được approve, đó chính là người ta đang hy vọng sau khi cái Bitcoin ETF được approve thì những cái ETF khác cho những cái coin khác cũng sẽ được approve. Và lý do tại sao cái ETF Bitcoin lại quan trọng như vậy, đó là một trong những cái điểm quan trọng mà government ở Mỹ đây chấp nhận cái tiền điện tử đầu tiên, đó chính là Bitcoin, tạo ra cái ETF này là một cái bước khởi đầu rồi mọi người. Cho nên là cái việc chấp nhận làm cho những cái coin và việc mua bán coin này trở nên hợp pháp, tạo ra thêm nhiều luật lệ trong cái việc là mua bán cũng như là giữ những cái cryptocurrency này. Và điều này chính là lý do tại sao nhiều người, người ta hy vọng vào những cái ETF của những cái coin khác, mở ra một con đường sáng lạng hơn cho cryptocurrency. Và rất nhiều người, người ta đang cố gắng để mà có một ít gì đó ở trong cái mảng đầu tư này. Thì các bạn biết là cách đây 2 năm khi mà Bitcoin Ethereum lên lại cái mức giá cao của nó 60 mấy ngàn, cũng như là Ethereum 5 ngàn mấy, thì thời điểm đó là có rất nhiều người bị thua lỗ tại vì đu đỉnh nha mọi người, mua với cái mức giá cao. Nhưng mà đến thời điểm này thì những người đó đã không còn ở trong cái market của Bitcoin nữa, tại vì đây phần lớn là những người cờ bạc, những người muốn mua để bán lấy lời nhanh. Nhưng mà vào thời điểm này thì người ta chỉ có muốn mua và giữ những cái Bitcoin, những cái Ethereum, những cái coin khác, cryptocurrency. Cái làn sóng này dành cho những người đầu tư, người ta có cái niềm tin rất lớn ở trong cryptocurrency, đặc biệt là trong vòng khoảng 1 đến 2 năm tới đây, sau khi cái Bitcoin ETF được approve thì những cái ETF khác có cái khả năng lớn hơn được approve và được legal để mà mua bán trao đổi, đặc biệt là tạo điều kiện cho những nhà đầu tư khác có một cái phần đầu tư nhỏ nào đó đầu tư vào trong những cái cryptocurrency này, đặc biệt là ngay sau khi những cái tập đoàn lớn về financial, về tài chính đã bắt đầu bỏ vào những cái sản phẩm của cryptocurrency, của tiền điện tử vào trong những cái mảng đầu tư của nó. Nhưng mà trong thời gian tới đây mình nghĩ là cryptocurrency sẽ không có lên nhanh như là thời điểm trước 50, thậm chí là 100% trong vòng 1 năm, mà có thể là nó sẽ tiếp tục lên lại với cái mức trung bình khoảng 20-30%. Đây cũng là một cái mức return rất là đáng kể so với là đầu tư vào trong stock market. Cho nên là mình cũng muốn là có một phần nào đó ở trong những cái cryptocurrency này để mà kiếm được cái phần lời nhiều hơn. Tuy là rủi ro cao nhưng mà mình sẽ nhận được phần thưởng lớn hơn. Và đến thời điểm này, nếu mà chúng ta so sánh những cái cryptocurrency này so với là 2-3 năm trước, thì thời điểm này cryptocurrency nó không còn rủi ro cao như là thời điểm cách đây 2-3 năm trước nữa, nó đã giảm đi nhiều hơn rồi mọi người. Cho nên là với cái mức rủi ro thấp hơn nhưng mà mình có thể kiếm được cái mức return là khoảng gấp 2 lần so với là stock market, thì chắc chắn mình sẽ bỏ tiền vào và đầu tư. Quay trở lại với stock nha mọi người, thì các bạn thấy là trong tuần đầu tiên stock rất rất là mạnh,
một trong những lý do chính mình nghĩ là người ta sau khi nha mọi người bước qua năm mới, tại vì như mình đã nói năm vừa rồi, nếu mà ai đầu tư vào trong stock chắc chắn là người ta sẽ lời lời nhiều là đằng khác. Cho nên nếu mà những anh bạn bán stock vào năm vừa rồi thì chắc chắn là các bạn sẽ phải trả thuế nặng trong cái năm vừa rồi, tại vì lời nhiều thì chắc chắn là sẽ trả thuế nặng. Cho nên là đến cái năm này đây, bắt đầu những cái ngày trading đầu tiên của năm 2024 thì có nhiều người người ta lại bắt đầu bán stock ra để cái phần thuế đó sẽ được claim vào năm 2024 này chứ không phải là năm 2023 năm ngoái nha mọi người. Và đó chính là lý do có thể là nhiều người người ta bán stock ra, đặc biệt nha mọi người, các bạn thấy những cái dividend stock, những cái stock về REIT lại không có bị rớt nhiều trong cái tuần đầu tiên của năm 2024, nhưng mà những cái stock grow lên nhanh vào năm ngoái thì trong cái tuần đầu tiên này bị rớt mạnh hơn. Rõ ràng là có nhiều người người ta take profit, tại vì người ta đã kiếm được rất nhiều tiền vào năm ngoái, lời đến 100 mấy chục %, 200% rất là dễ dàng, đơn giản với stock của Tesla, Nvidia hay là những cái stock nhỏ, Robinhood, Palantir cũng đã lên nhiều trong năm vừa rồi. Cho nên đây là thời điểm người ta bán ra để mà take profit, có thể dùng số tiền đó mua lại những cái stock khác, cái valuation, cái giá trị rẻ hơn nhiều so với là những cái stock này. Những cái stock về dividend, những cái stock về REIT như mình đã nói trong video trước, nó vẫn còn rất là rẻ nếu mà chúng ta so sánh với những cái stock như là Apple, Amazon hay là Apple trong năm vừa rồi lên rất là nhiều rồi. Điều này không có nghĩa là những cái stock này sẽ xuống trong cái năm này, mình nghĩ là đa số stock nào trong năm này sẽ lên. Nhưng mà với cái mức return mạnh trong năm ngoái, thực sự mình không có muốn take rủi ro nhiều vào trong những cái stock như là Apple, Amazon, Facebook hay là Microsoft nữa, mà mình muốn nghiêng vào trong những cái stock mà có mức độ an toàn cao hơn. Đúng là đây những tập đoàn lớn, mức độ an toàn cũng sẽ cao, nhưng mà chúng ta đang nói đến là cái mức độ return của một cái stock. Năm ngoái những cái stock này return đến 50%, 40%, thậm chí là 100 mấy chục % với Facebook, 70-80% Microsoft hay là Apple. Thì đến năm này mình nghĩ là cái mức return của nó cũng sẽ không có được cái mức cao như vậy. Và phần lớn là những cái stock này đang ở trong cái điểm record high của nó, điểm cao nhất của nó. Cho nên tuy đây là những cái công ty tốt, những cái stock tốt, nhưng mà chúng ta cũng phải lựa chọn cái stock nào có cái mức return tốt và cái mức độ an toàn của nó. Mình nghĩ là 1-2 năm tới đây, sau khi Federal Reserve bắt đầu cắt cái tiền lời, thì những cái công ty mà bị phụ thuộc nhiều vào cái interest rate và đặc biệt là những cái stock về dividend, tại vì cái mức yield của nó bị ảnh hưởng nặng tại vì cái interest rate, cái tiền lời nhà băng cho ra rất là cao, thì chắc chắn là nhiều người người ta không có muốn mua những cái dividend stock để mà take risk, thay vì đó người ta bỏ vào nhà băng để mà gửi tiết kiệm, kiếm tiền lời cũng tương tự như vậy thôi. Nhưng đến năm này và năm tới đây, khi mà cái tiền lời mà nhà băng cho ra thấp hơn, thì chắc chắn là sẽ có nhiều người đổ xô vào mua những cái stock về dividend này. Và đó có thể chính là lý do tại sao những cái stock về dividend trong vòng khoảng 2 tuần đầu năm 2024 này nó cũng đã lên lại rất là nhiều. Ví dụ như là stock của Home Depot, những cái stock của Realty Income, NextEra Energy, những cái stock mà mình mua nhiều trong năm ngoái, khi mà cái giá của nó bị rớt mạnh trong vòng khoảng 2-3 tháng thôi mọi người, đến bây giờ cũng đã phục hồi lại thêm rất là nhiều. Và trong thời gian tới đây mình sẽ tiếp tục research thêm, tìm thêm một vài cái stock khác với cái valuation, cái giá trị tốt vào thời điểm này để mình có thể tiếp tục mua hoặc là add vào trong cái portfolio của mình. Thank you mọi người đã theo dõi video của mình. Happy New Year everyone.